Bad Boys là một trong những phim hình sự hài thành công nhất của Hollywood. Nó mở đường cho hàng loạt các tác phẩm nổi tiếng cùng thể loại sau này như White Chicks, 21 Jump Street bản mới hay The Other Guys. Hai chàng cảnh sát, một lắm lời, một lạnh lùng, sẽ trở lại trong phần phim thứ 3 mang tên Bad Boys for Life. Phần phim này ra mắt vào ngày 17 tháng 1 tới và được dự đoán sẽ trở thành một cú hit lớn đầu tiên trên thị trường điện ảnh năm 2020. Vậy nên, chúng mình nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để điểm lại những sự kiện đã xảy ra vào những phần phim trước, đặc biệt là khi chúng được ra mắt khá xa thời điểm hiện tại. Đó là vào năm 1995 và 2003. Bad Boys là những màn tung hứng hoàn hảo giữa các diễn viên với vô số câu đùa không hồi kết. Bên cạnh đó, phim là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hài hước và những màn đấu súng đầy lửa. Vậy nên, với những khán giả tìm đến Bad Boys với mục đích giải trí, giải tỏa sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng, chúng ta sẽ không thể hài lòng hơn với màn trình diễn của Will Smith và Martin Lawrence trên màn ảnh. Bad Boys bắt đầu quá trình sản xuất vào tháng 6 năm 1994, sau hàng loạt những khó khăn và lời tranh cãi của những nhà làm phim. Theo một số thông tin được công bố sau này, John Lovitz mới là người đầu tiên được chọn vào vai nam chính và ông đã phải dùng từ tồi tệ để miêu tả kịch bản mà George Gaylor biên soạn. Năm 1998, đạo diễn Michael Bay cũng trải lòng về kịch bản của phim. Tôi nghĩ kịch bản của Bad Boys khá là tệ. Rất may là tôi có hai diễn viên đầy tài năng và họ kết hợp rất ăn ý với nhau. Quả thực như vậy, với một kịch bản không có gì quá đặc biệt, Will Smith và Martin Lawrence đã tỏa sáng rực rỡ với những câu thoại vô cùng hài hước, duyên dáng và cũng không thiếu đi sự tinh tế. Bên cạnh đó, hầu hết những mảng miếng hài đều được tạo ngay trên phim trường với sự sáng tạo không có giới hạn của hai nam diễn viên này. Sau khi quá trình quay phim kết thúc, đạo diễn Michael Bay đã rất hài lòng với thái độ làm việc của cả Will Smith và Martin Lawrence. Ông thường không tiết lời có cánh khi đề cập đến họ và thậm chí có muốn phần 2 được xúc tiến ngay tức khắc. Phim khởi đầu khá đơn giản với sự xuất hiện của Marcus Burnett và Mike Lowry. Họ vừa là bạn thân lâu năm, vừa là đồng nghiệp tại sở cảnh sát Miami. Hai người đang theo sát một vụ án ma túy lớn với trị giá lên đến 100 triệu đô. Điều đáng nói ở đây là những tên trộm lấy cắp số ma túy đó ở chính tầng hầm của sở cảnh sát, nơi mọi hiện vật của đám tội phạm được cất giữ. Nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ án, Bộ Nội vụ lệnh cho sở cảnh sát phải tìm ra số ma túy đó và tống đám tội phạm này vào tù trong vòng 5 ngày. Nếu không thành công, cả sở sẽ mất việc và họ sẽ cử người khác về thay thế. Mike Lowry nhờ người bạn cũ Max Logan là gái làng chơi đến do thám một kẻ tình nghi tại bữa tiệc thác loạn của hắn. Max Logan rủ thêm cô bạn thân nhất của mình là Julie đến bữa tiệc với mục đích kiếm thêm chút thu nhập. Tuy nhiên, chính Julie tội nghiệp đã phải chứng kiến bạn mình bị ông trùm Forchess sát hại. Và rồi, cô bỗng dưng trở thành nhân chứng bất đắc dĩ của vụ án. Julie gọi điện đến sở cảnh sát. Cô chỉ muốn được gặp Mike, người duy nhất cô có thể tin tưởng ở thời điểm đó. Vì Mike đã có một nhiệm vụ riêng nên Marcus phải đóng giả người đồng nghiệp của mình. Đây cũng là lúc những chuyện giờ khóc giờ cười bắt đầu tìm đến bộ đội cảnh sát này. Nhiều ngày rong ruổi phá án với những màn đấu súng và đua xe căng thẳng, Mike và Marcus cuối cùng cũng định vị được địa điểm giao dịch số ma túy kia ở sân bay Miami. Sau một cuộc đối đầu căng thẳng và máu lửa đậm chất Michael Bay, hai chàng cảnh sát Miami đã bắt được ông trùm Forchess và kết thúc chuyên án căng thẳng. Với sự hài hước và duyên dáng của hai diễn viên chính, Bad Boys được công chúng đón nhận rộng rãi. Với mức kinh phí chỉ 19 triệu đô, bộ phim của đạo diễn Michael Bay đã dễ dàng thu về đến hơn 141 triệu đô doanh thu toàn cầu. Tuy nhiên, giới phê bình lại không đánh giá cao siêu phẩm này cho lắm. Trên trang tổng hợp đánh giá điện ảnh Rotten Tomatoes, chỉ 42% trong số 62 nhà phê bình nghĩ Bad Boys là một dự án chất lượng. Hai ngôi sao Will Smith và Martin Lawrence diễn xuất vô cùng ăn ý nhưng không may, đạo diễn Michael Bay lại quá tập trung vào những cảnh cháy nổ. Hầu hết những lời phê bình đều nhắm tới việc đạo diễn Michael Bay không thể khai thác được hết khả năng của dàn diễn viên thực lực và ăn ý. Tuy nhiên, đa số khán giả đại chúng lại rất yêu thích Bad Boys và có lẽ các nhà làm phim cũng chỉ cần có vậy. Cụ thể, trên tổng số hơn 660.000 khán giả đã đánh giá bộ phim trên Rotten Tomatoes thì có đến 78% yêu thích bộ phim này. Vậy nên, phần phim tiếp theo đã được ra đời, như một lẽ dĩ nhiên. Chỉ có điều, khán giả đã phải đợi đến năm 2003, tức là 8 năm sau dự án đầu tiên. Sau phần phim đầu tiên có thể nói là thành công ngoài mong đợi, Bad Boys phần 2 của Michael Bay được hãng phim đầu tư đến 130 triệu đô tiền sản xuất. Qua đó, bộ phim mở rộng hơn nhiều về bối cảnh, trong khi kỹ xảo cũng là một cải tiến vượt bậc so với phần phim gốc. Ở vụ án lần này, Mike Lowry và Marcus Burnett đều đã trở thành sĩ quan của đội phòng chống ma túy của sở cảnh sát Miami. Họ được đội trưởng Howard giao cho nhiệm vụ điều tra ngọn ngành của làn sóng sử dụng và buôn bán thuốc lắc ở thành phố New York. Nhiệm vụ này đã đẩy hai cảnh sát này vào cuộc đối đầu với các tội phạm mạnh mẽ và quyền lực nhất từ trước đến nay. Tên Johnny Tapia có mối quan hệ rộng với mạng lưới mafia và hắn thậm chí còn tham vọng kiểm soát toàn bộ ngành buôn bán ma túy trên nước Mỹ. Cũng như phần phim đầu tiên,
Bad Boys 2 được đánh giá cao ở những màn đua xe khét lẹt cả bang Miami lẫn nước ngoài, những màn đấu súng cân não và tiếp tục là những cảnh cháy nổ mang đậm thương hiệu Michael Bay. Không phải nói thì ai cũng biết đạo diễn Michael Bay hứng thú với những màn cháy nổ như thế nào. Trong quá trình tiền sản xuất, có một người hâm mộ đã tìm mua được căn biệt thự ngay bên bãi biển Delray, Florida. Anh ta ra bán với lời quảng cáo là muốn được xem nó nổ tung trên màn ảnh rộng. Tin đồn đó sớm bay đến tai của Michael Bay và phần còn lại, như người ta vẫn hay nói, là lịch sử. Khi quá trình quay phim kết thúc, vị đạo diễn chỉ để lại mỗi cái hồ bơi là nguyên vẹn, cả căn biệt thự đã trở thành một đống tro tàn. Bad Boys phần 2 được duyệt kinh phí sản xuất lên đến 130 triệu đô. Có những báo cáo còn chỉ ra rằng Michael Bay được cấp đến gần 140 triệu đô để tạo nên phần phim tiếp theo sao cho ưng ý nhất. Ông Hoàng Cháy Nổ cùng các cộng sự của mình đã được cung cấp quỹ thời gian thoải mái để viết kịch bản, sao cho nó vẫn giữ nguyên được tinh thần của phần phim gốc mà vẫn có được sự sáng tạo cần thiết để lôi kéo thật nhiều khán giả mới ra rạp. Dường như đỡ có thủ thiên thời và địa lợi, vì đạo diễn chỉ cần nhân hòa để giúp Bad Boys 2 phá đảo mọi phòng vé trên thế giới. Will Smith và Martin Lawrence dù đã biến mình trở thành những diễn viên được săn đón hàng đầu ở Hollywood, dù đang bận rộn với rất nhiều dự án khác nhau, nhưng họ vẫn gật đầu trở lại dự án. Ngoài ra, Michael Bay cũng mời thêm được một số diễn viên khá nổi tiếng và thực lực ở thời điểm đó như Jordi Mollà, Gabrielle Union hay Peter Stormare để làm cho đa dạng hơn tác phẩm của mình. Tuy vậy, Bad Boys phần 2 lại trở thành cái gai trong con mắt giới phê bình. Họ chê bai bộ phim này thậm tệ. Trên trang Rotten Tomatoes, chỉ có 23% trên tổng số 182 nhà phê bình đánh giá tích cực về Cớm siêu quậy phần 2. Cây viết Jason Thompson của tờ báo Washington Post phê bình rất ngắn gọn. Bad Boys 2 không khác phần phim đầu tiên là bao, chỉ có điều là nó ồn ào hơn, dài hơn và các diễn viên thì nhận thù lao cao hơn mà thôi. Thời báo New York cũng tỏ ra sự đồng tình với mức điểm 1.5 trên tháng 4. Nó lớn hơn, ồn ào hơn và như tiêu đề phim, nó tệ. Trong khi đó, Chicago Sun-Times chia sẻ cực kỳ gắt, bất kỳ ai liên quan đến dự án này đều phải đi lao động công ích phục vụ cộng đồng đê. Giới phê bình tỏ ra không mặn mà với những dự án điện ảnh như vậy, không phải điều hiếm thấy. Đạo diễn Michael Bay thực chất đã không còn lạ gì với những lời chê bai như vậy, nên ông cũng không để nó ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của mình. Điều ông thật sự quan tâm là hiệu ứng nơi phòng vé. Tuy nhiên, một lần nữa, vị đạo diễn này đã phải ôm nỗi thất vọng ê chề. Bad Boys phần 2 chỉ thu về 273 triệu đô doanh thu toàn cầu, con số nhỏ hơn rất nhiều so với kỳ vọng ban đầu của vị đạo diễn và của hãng phim. Với mức doanh thu chỉ bằng 2 lần kinh phí sản xuất, Michael Bay nhận ra rằng ông khó lòng mà được hãng phim cho phép làm thêm ít nhất một phần Bad Boys nữa. Tuy nhiên, với những khán giả đã thưởng thức Bad Boys phần 2, họ đều nhận định đây vẫn là một bộ phim đáng xem với mục đích giải trí. Nó vẫn giữ được tinh thần của phần phim gốc mà lại được nâng cấp bởi những cảnh hành động hoành tráng hơn và quy mô lớn hơn. Vậy nên, giống như Bad Boys 1995, màn trở lại của Will Smith và Martin Lawrence vẫn nhận đến 78% phản hồi tích cực từ phía khán giả, tạo tiền đề cho phần 3 được sản xuất 17 năm sau. Thực tế, phần phim Bad Boys thứ 3 đã được thay nghén từ năm 2008. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất mà hãng phim phải đối mặt là mức kinh phí cao ngút thời. Bởi lẽ, cả đạo diễn Michael Bay và nam diễn viên Will Smith ở thời điểm đó đều đã đạt được những thành tựu lớn lao trong sự nghiệp. Họ yêu cầu mức thù lao thuộc hàng cao nhất ngành công nghiệp điện ảnh. Đến năm 2009, Columbia Pictures đã thuê biên kịch Peter Gregg để sớm hoàn thành kịch bản cho Bad Boys phần 3. Với một đội ngũ làm phim hoàn toàn mới, việc hoàn thành trilogy Bad Boys dường như chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí, đến năm 2014, hãng phim đã có kế hoạch cho ra mắt Bad Boys phần 4 vào năm 2019. Tuy nhiên, đời vốn không như mơ, Bad Boys 3 liên tiếp bị lùi lịch quay. Từ kế hoạch ban đầu là bấm máy vào tháng 3 năm 2016, bộ phim liên tiếp bị lùi lịch xuống tháng 8 năm 2017, rồi cả năm 2018. Sau nhiều tranh cãi nơi nhà sản xuất và các đạo diễn, biên kịch, Bad Boys phần 3 đã phải đợi đến chính thức đầu năm 2019 mới được bấm máy và được trao cho cái tên mới là Bad Boys for Life. Phần phim Bad Boys mới nhất chào đón sự trở lại của hai cái tên đã làm nên tên tuổi cho nó là Will Smith và Martin Lawrence. Dàn diễn viên phụ cũng hứa hẹn sẽ nâng tầm dự án này với nữ minh tinh Vanessa Hudgens của Sucker Punch và High School Musical, cùng với nam diễn viên Alexander Ludwig của The Hunger Games. Trở lại sau nhiều năm vắng bóng, Mike Lowry và Marcus Burnett phải đối mặt với sự thay đổi lớn nhất trong sự nghiệp, gặp vấn đề của tuổi trung niên. Họ gia nhập đội lính tinh nhuệ AMO của Sở Cảnh sát Miami với nhiệm vụ hạ bệ tên trùm ma túy máu lạnh Armandos Armas. Theo những ghi nhận ban đầu, Bad Boys for Life đã thu về nhiều phản hồi tích cực, thậm chí là hơn cả hai phần phim trước. Hiện tại, phim đang nhận 7.3 trên IMDb với hơn 1.000 lượt vote.
hai gã trai hư Mike Lowry và Marcus Burnett sẽ chính thức trở lại vào ngày 17 tháng 1 năm nay. Và các bạn chờ đợi gì về màn tái xuất của hai tượng đài này? Hãy để lại comment ở phía bên dưới và cho mình biết nhé. Ok, nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với phim thì hãy ấn nút subscribe nút chuông nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và tạm biệt. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.